Vâng, thưa các bạn, hình ảnh buổi tiệc chúc mừng một vị tướng quân đội trong ngôi biệt phủ của cụ bà hơn 80 tuổi ở Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây gây xôn xao dư luận. Những ngày qua thì mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin hình ảnh về bữa tiệc mừng được tổ chức tại một căn biệt thự ở vùng quê xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trao đổi với phóng viên một tờ báo, một lãnh đạo địa phương cho biết chủ biệt thự là bà Loan, 80 tuổi, trú xã Hộ Độ. Bà có 3 người con, trong đó có 2 người công tác trong quân đội. Vừa qua, một người con của bà được thăng cấp bậc nên về vinh quy bái tổ. Họ tổ chức ít mâm cơm cho con cháu trong dòng họ, bà con xóm làng lân cận, tổ liên gia ngồi quây quần nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin khi đưa lên mạng xã hội, họ làm quá, phóng đại lên, làm tội gia đình chứ không có gì cả, vị lãnh đạo trên nói. Kính thưa các bạn, theo tìm hiểu của chúng tôi thì bà Loan tên đầy đủ là Từ Thị Loan, là thân sinh ra thiếu tướng Phạm Bá Hiền, tư lệnh binh đoàn 16 mới được thăng cấp quân hàm gần đây. Và bữa tiệc nói trên là để ăn mừng chiếc lon thiếu tướng của ông ta. Vinh quy bái tổ thật là một hình ảnh đẹp đã đi vào văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhưng những hình ảnh ngày xưa thường là gắn với những căn nhà ba gian hoặc năm gian, mộc mạc bình dị, chứ gắn với biệt phủ siêu xa hoa thì mới chỉ thấy ông thiếu tướng Hiền. Nói ở một khía cạnh nào đó thì cái lon thiếu tướng của ông đáng ăn mừng lắm lắm. Ông thực sự là một trường hợp quá sức thành công quá sức tưởng tượng của nhiều người. Từ đại tá nhảy lên thiếu tướng thực sự là một thay đổi lớn lao. Có nhiều ngàn ông tá mới có thể có một ông tướng. Và cái biệt thự xây nơi ông tổ chức vinh quy bái tổ đó quả là thật xứng đáng với vị thế của ông. Cái biệt thự như một nét chấm phá trên cánh đồng. Nó đôi khi lại là niềm tự hào của cả một miền quê, vì hiếm có miền quê nào có được cái biệt phủ to và xa hoa như thế. Nó làm cho làng quê họ nổi danh. Vâng, thưa các bạn, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, thiếu tướng Phạm Bá Hiền cho hay từ ngày có thông tin trên mạng xã hội, ông thấy rất bất ngờ và buồn. Đúng thật là buồn cho ông, vì việc ông làm tiệc vinh quy bái tổ có gì là sai. Dù cho là có hơi linh đình tí nhưng có sao đâu, thiếu tướng cơ mà, anh có quyền chứ. Trong khi đó, cái biệt phủ xa hoa kia, nó lại là thành quả lao động của bà mẹ ông sau nhiều năm bán rau mưu sinh. Bà cụ nay đã 80 tuổi. Thưa các bạn, cách đây vài năm thì báo Bảo vệ Pháp luật, cơ quan ngôn luận của Viện Kiểm sát Tối cao từng đề cập vào hồi tháng 5 năm 2018. Theo đó, dựa trên khiếu nại tố cáo của dân chúng địa phương, tờ Bảo vệ Pháp luật đã điều tra và xác định đúng là chính quyền các cấp từ xã huyện đến tỉnh đã làm ngơ cho một cụ bà khi đó 78 tuổi, thỉnh thoảng đạp xe mang rau ra chợ bán, thâu tóm đất nông nghiệp, tự tiện chuyển đổi thành thổ cư rồi xây lâu đài. Cụ bà này có một ông con trai là đại tá ở binh đoàn 16. Như vậy, người đứng tên trên giấy tờ là bà Từ Thị Loan, bà cụ thân sinh ra ông thiếu tướng. Nhân dân địa phương cho biết bà sống bằng nghề trồng rau mang ra chợ bán. Không biết bằng cách nào mà bà có tiền để xây được biệt phủ to lớn như vậy. Dân làng cho biết bà có 2 người con đang công tác cho quân đội. Thưa các bạn, rau thực chất là thực sự rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Nhưng rau trồng mà xây được biệt phủ, nếu làm được chắc cụ phải trồng rau anh túc, mà phải là anh túc organic nó mới có giá cao. Một cụ bà sống cạnh ngôi biệt phủ thì nói, con bà chứ bà mần răng, nông thôn thì mần được đếch chi, mần được vừa lốm. Có nghĩa là bà cụ ở cạnh bên cái biệt phủ thì nói rằng con của bà Loan làm chứ bà làm được cái gì. Ở nông thôn thì mần được đủ ăn là tốt rồi. Theo như thông tin trên báo chí mà chúng tôi tìm hiểu cũng như thông tin trên tờ Bảo vệ Pháp luật thì nghề nghiệp xuất thân của ông Hiền không phải là binh nghiệp mà là buôn bán kinh doanh. Trong một thời gian dài, ông Hiền đã buôn bán vải ở thành phố Hồ Chí Minh. Về câu chuyện buôn vải, chúng tôi xin kể một sự việc như sau mà chúng tôi biết. Hầu quý khán giả. Thưa các bạn, từ thập niên 1990 đến thập niên 2000, Bộ Quốc phòng sở hữu một doanh nghiệp tên là Công ty Thăng Long. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty Thăng Long còn có 4 chi nhánh, trong đó có 3 chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đứng đầu chi nhánh số 3 là ông Phạm Bá Hiền, cũng sinh năm 1972. Và theo như đăng tải trên tờ VN Express thì theo kết quả xác minh ban đầu, chi nhánh 3 tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Thăng Long, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, trụ sở tại Hà Nội đã trốn thuế, nhập khẩu hơn 1,8 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi. Ngoài ra, gian lận thương mại ở Thăng Long đã xảy ra nhiều lần.
Theo báo giới thì tất cả các chi nhánh của công ty Thăng Long đều vi phạm pháp luật, nhưng chi nhánh 3 là chi nhánh có lối làm ăn liều lĩnh nhất. Thực sự là không biết ông Phạm Bá Hiền trong loạt bài báo mà VN Express đã nêu có liên quan gì với ông thiếu tướng oai hùng của chúng ta không nhỉ? Câu trả lời xin dành cho quý độc giả. Quay trở lại với ông thiếu tướng của chúng ta. Theo như lời ông Phan Tiến Dũng, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, trả lời trên báo Bảo vệ Pháp luật, ông Dũng nói: ông Hiền là đại tá làm trong binh đoàn 16. Trước đó thì anh này vẫn làm buôn bán thị trường vải trong Sài Gòn, sau mới sáp nhập vào công ty của Bộ Quốc phòng. Khi sáp nhập thì anh bắt đầu nhảy sang quân đội. Tiền để làm những căn nhà như thế này thì bình thường, trong Sài Gòn còn có nhiều nhà như ở đây. Như vậy là sau khi sáp nhập vào công ty thuộc binh đoàn 16 thì ông Hiền làm lãnh đạo quản lý trong đó, và theo cơ chế trong quân đội thì người ta phong quân hàm cho những người quản lý. Vâng, phải phong chứ, vì tiền là sức mạnh. Nắm tiền, nắm kinh tế là nắm sức mạnh. Một khi đã kinh doanh, đầu tư, nắm trong tay rất nhiều tiền thì muốn chức vụ, danh hiệu gì mà chả phải có. Cái lon thiếu tướng là vì thế. Phú quý sinh lễ nghĩa. Chứ ông Hiền biết đánh đấm cái gì đâu. Chắc ông đánh vào túi các quan tham thì được, chứ cầm quân đánh giặc chắc là ông thua. Quân đội làm kinh tế là cần thiết, nhưng thực sự cũng có cái đáng lo. Đó là không còn là một đội quân bách chiến bách thắng như xưa, mà bây giờ quân đội bị phân hóa rất mạnh. Điều đáng sợ nhất là từ lính đến quan, ai cũng nghĩ đến lon, đến tiền. Thưa các bạn, gọi là binh đoàn 16 nghe rất oai, nhưng thực ra binh đoàn 16 chỉ là một doanh nghiệp làm ăn kinh tế. Tên giao dịch của nó là Tổng Công ty 16. Lĩnh vực kinh doanh bây giờ của ông Hiền không phải là buôn vải nữa, mà là thầu xây dựng. Từ một tay buôn vải khét tiếng, ông chuyển qua thầu xây dựng các khu kinh tế, doanh trại, các công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng, công trình dân sinh, khu dân cư xã hội, dọc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, thuộc các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk và Đắk Nông. Nghe thôi là thấy rất gì và này nọ rồi. Nhưng chắc tiền ông không phải lấy ở các công trình xây dựng hay từ lương thiếu tướng đâu nhỉ? Tiền xây biệt phủ chắc là do ông để dành từ hồi buôn vải thôi, phải không các bạn? Câu trả lời lại một lần nữa xin dành cho quý độc giả. Có thể nói hiện nay vụ ông tướng Hiền vang to và xa quá. Quân đội, nhất là lãnh đạo binh đoàn 16, khá lo lắng. Lỡ có đơn nào nó ghét, nó báo cáo với Tổng Bí thư người đốt lò vĩ đại thì toi. Rồi qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lại về thanh tra, điều tra tiền xây biệt phủ thì toang. Cứ điều tra thật kỹ, điều tra mãi thì kiểu gì cũng có cái gì đó lòi ra. Ôi lo thay cho quân đội, cho ông thiếu tướng. Bây giờ là phải nghĩ cách làm thế nào, làm một cái báo tài chính thế nào để nghề trồng rau của bà cụ thân sinh ra ông được có được sự phát triển, có được lượng tiền đủ để xây biệt phủ đây, một lượng tiền hết sức dồi dào từ nghề trồng rau bán rau. Quả thật là nếu đúng như vậy thì bà cụ Loan đáng ra là người cần hết sức được vinh danh, là điển hình làm nông nghiệp, làm kinh tế giỏi, làm giàu từ mảnh đất quê hương. Những gương điển hình như thế này cần phải nhân rộng, rất rộng, để nông dân không còn nghèo nữa. Trồng rau bán rau như bà mà xây được biệt phủ rộng lớn nguy nga tráng lệ như vậy, đúng ra là bà phải được trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Ý kiến của các bạn thế nào xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.